Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay vụ việc cô gái Lương Hải Như 23 tuổi ở Hà Nội mất tích vẫn luôn là điều bí ẩn. Ngoài manh mối là chiếc dép, túi sách và xe máy để lại, dường như không còn dấu hiệu nào có thể tìm ra Hải Như. Hiện gia đình đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng trước rất nhiều áp lực, thậm chí phải tắt điện thoại do quá nhiều người lạ gọi đến làm phiền. Sau hơn một tháng, cơ quan chức năng và gia đình chưa thể tìm thấy tung tích của Hải Như. Đội 116 sử dụng các thiết bị hiện đại để ra soát khu vực cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức nhưng không mang lại kết quả. Gia đình không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn vô cùng áp lực với tinh thần khi đối diện với quá nhiều tin đồn ác ý trên mạng xã hội. Quỳnh Như, chị gái sinh đôi của Hải Như cho biết áp lực rất lớn đến nỗi bố mẹ phải tắt máy do quá nhiều người lạ gọi đến làm phiền. Cô cũng luôn căng thẳng đôi khi không thể giữ bình tĩnh. Cô gái cũng cho biết có nhiều cá nhân trục lợi để gây quỹ và tung tin đồn sai sự thật về gia đình cô. Về phía gia đình, Quỳnh Như khẳng định đã dừng không nhận bất cứ khoản ủng hộ nào từ ngày 16 tháng 8. Quỳnh Như cũng chia sẻ trong những ngày gần đây, khi gia đình đi tìm kiếm Hải Như thì xuất hiện nhóm thanh niên lạ mặt đi theo. Họ không giúp đỡ mà đứng cản trở chỉ trỏ công việc gây ức chế cho gia đình. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời đồn đoán, giả thuyết về sự biến mất bí ẩn của Hải Như. Bức xúc hơn, trong 2 ngày đội cứu hộ 116 giúp tìm kiếm, đã có nhiều người xưng là thầy đồng cô đồng đến gọi hồn chuyện không có gì đáng nói nếu những người này không cản trở lực lượng chức năng tìm kiếm thậm chí còn chiếm cano của đội cứu hộ khiến thành viên đội bức xúc phải dùng lời lẽ nặng nề để yêu cầu trả cano trở về người dân xem đội tìm kiếm cũng tỏ ra khó chịu khi nhiều cô đồng cản trở đến nỗi họ phải nói thẳng để yên cho gia đình người ta tìm con họ khổ lắm rồi hy vọng rằng gia đình sẽ chân cứng đá mềm mạnh mẽ để tiếp tục phối hợp cùng cơ quan chức năng tìm kiếm hải như cũng mong rằng quá trình tìm kiếm sẽ xuân sẻ không còn những đối tượng rảnh rỗi gọi điện hay làm phiền cản trở hoạt động tìm hải như của gia đình